Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị để quý vị thấy được rằng là một bức tượng Phật mà rất là nhiều người đã từng để trên ô tô để làm bùa hộ mệnh, đúng không ạ? Phật có thể độ cho chúng ta đi trên đường được hanh thông, mọi sự đều được thuận buồm xuôi gió. Thế thì một trong những cái bức tượng khi mà chúng ta để trên ô tô ấy, thì tôi thấy là rất là nhiều người mua những cái bức tượng bằng gỗ, khi mà đặt lên trên xe một thời gian là nó sẽ bị lứt hoặc là nó bị bay màu. Thế thì hôm nay cũng một cái mẫu tượng bằng gỗ thì chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị là chúng tôi đã được dát vàng. Và dát vàng thì quý vị thấy không ạ? Vàng thì nó chịu được ánh nắng mặt trời, nó chịu được nhiệt độ cao. Cho nên là trong một cái mẫu tượng này thì chúng tôi đã dát vàng vào rồi. Thế cho nên là nó rất là đẹp. Tôi sẽ chia sẻ chi tiết cho quý vị để quý vị có thể thấy được rằng là một cái mẫu tượng dát vàng mà quý vị để lên ô tô thì thật sự là nó là đẳng cấp, đúng không ạ? Có lẽ là đây là một trong những cái mẫu tượng mà từ trước đến nay chúng tôi cũng đã chia sẻ cho quý vị mới được lần thứ hai. Và cái điều này ấy, là một cái điều mà chỉ có khách hàng đặt thì tôi mới làm. Bởi vì là cái này là dát vàng thủ công, chứ không phải là chúng tôi phun nhũ, chúng tôi làm đại trà. Cho nên là với những cái mẫu tượng như thế này thì quý vị phải đặt, chúng tôi mới dát vàng. Còn không ấy, thì quý vị đi mua ở ngoài thì người ta chỉ có những cái mẫu tượng bằng gỗ như người ta sơn BU thôi. Đấy, quý vị nhìn thấy đường nét chạm khắc của cái mẫu tượng này, đường nét chạm khắc thì khỏi phải bàn, đúng không ạ? Cái điều mấu chốt là từ những cái phần chạm khắc đã sắc nét rồi. Thứ hai nữa là khi mà hoàn thiện một cái mẫu tượng mà nó đẹp như thế này để trên ô tô thì đương nhiên rằng là một trong những cái mẫu tượng được đánh giá là tuyệt vời, đúng không ạ? Cho nên là hôm nay tôi mới chia sẻ cho quý vị để cho quý vị thấy được rằng là nếu như chúng ta mua tượng để trên ô tô thì chúng ta lên mua những cái mẫu tượng như thế này. Đấy, để đảm bảo về cái độ bền, đảm bảo về cái độ đẹp, đảm bảo về cái độ thẩm mỹ, đúng không ạ? Và cái độ linh thiêng. Đấy, cho nên là cái này cũng là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng. Nếu như quý vị đi mua tượng ấy, mà người ta đánh dây giáp nó bị sứt mũi, tức là bẹt mũi hay là mắt với các thứ nó bị méo đi rồi, mồm nó cũng bị méo, bị lệch đi rồi, thì đương nhiên là cái mẫu tượng đó nó sẽ không được đẹp nữa và nó sẽ bị ảnh hưởng đến phong thủy. Còn cái mẫu tượng như chúng tôi thì chúng tôi làm rất là cẩn thận. Quý vị có thể nhìn thấy này, từ mắt, mũi, mồm đều cân đối. Đấy, hoàn thiện xong rồi thì quý vị thấy là nó đẹp như thế này. Đấy, vàng ươm luôn. Đấy, cho nên là trong cái mẫu tượng này mà để trên ô tô hay là ở phòng làm việc thì rất là chuẩn phong thủy. Đấy, chúng tôi thì còn nhiều cái mẫu tượng nữa, mẫu tượng ngồi, mẫu tượng di lạc ấy, ngồi, rồi thì mẫu tượng Quan Thế Âm. Đấy, quý vị cần mẫu tượng nào thì chúng tôi cũng đều có cho quý vị. Với cái mẫu tượng này thì giá thành được thiếp vàng vào thì giá thành của nó là 1 triệu. Đấy, bao miễn phí ship cho quý vị, hàng chuẩn luôn, gỗ xịn luôn, gỗ này là gỗ bách xanh. Đấy, thơm lức luôn. Đấy, bao chuẩn hàng luôn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi những cái video tôi chia sẻ. Đây là một cái giá trị thực, cho nên là rất là mong anh em ủng hộ. Cảm ơn anh em rất là nhiều.